Yêu trước ngày cưới, xem sớm nhất và trọn bộ trên VEON. Minh, sao về sớm vậy? Anh tưởng tuần sau mới về. Về tới nhà mới báo, làm em trở tay không kịp luôn đó. Quay đây ngồi. Em tự đón xe về được mà. Lớn rồi phải con nít đâu mà cần chị đi đón. Sao? Bay về mệt không? Dạ không, khỏe re à. Lên trên máy bay em ngủ miết luôn á. Anh nghe nói lần này em về luôn hả? Thực ra đợt này em về đây có một vài cái dự định với mấy đứa bạn của em. Nhưng mà chắc là đợi có cái gì đi, xong rồi em nói cho anh nghe. Nhưng mà yên tâm, đợt này em về em chỉ ở ké vài hôm thôi. Chừng nào mà tìm được nhà mới, em rút quân luôn, không có làm phiền lâu đâu. Rút video chứ. Ngày này hả? Sắp bán rồi, có khi em được ở nhà mới đó. Là anh chị bán nhà này để mua nhà mới cho em cưới hả? Em về chắc mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi. Đang nên đưa đi ăn. Anh cất đồ cho. Đồ em gọn vậy? Thì em dân di chuyển mà. Đồ nhỏ gọn vậy được rồi. Anh, Ngọc Minh về đột ngột quá. Anh dọn cho phòng ngủ nha. Đừng ngủ phòng nhỏ nữa. Chị hai, cho em một coffee đen đá. Không được, để chị pha cho. Chị sao rồi? Chị với anh Hoàng ổn không? Ổn mà, bình thường. Sao em hỏi vậy? Nè, ở bên đó chắc không có cà phê ngon như chị pha đúng không? Thì mấy cà phê kỳ kỳ vậy nè, ở bển đâu có cho bán đâu. Kỳ kỳ là sao hả? Giờ gọi pha nữa nha. Em nói kỳ kỳ là độc đáo đó. Em thích mà. Ủa? Tới rồi hả? Dạ tới rồi ạ. À, khỏi thối luôn. Dạ anh cảm ơn ạ. Bố. Bố. Hả? Dũng. Bố. Phương. Con chào bác ạ. Bố. À, sao nhìn con ốm hơn vậy Phương? À, con nuôi con dâu bố vậy hả? Đã không có đâu, con vẫn vậy mà. Bác đi đường xa có mệt không ạ? Ừ. Làm phiền bác từ Phan Thiết ra tận đây coi nhà giúp tụi con ngại quá. Người nhà ngại gì mà con. Con với thằng Dũng mua được căn nhà, rồi làm đám cưới, năm sau sinh đứa bác thằng cu, vậy là bác vui rồi. Bố này. Này nọ cái gì? Bố nói thiệt đấy. Đâu? Nhà đâu? Ở luôn cuối cùng bố ạ. Đây đây. Đi nha bố. Khu
khu chung cư này có vẻ hơi cũ nhỉ? Có khi còn già hơn cả tuổi bố luôn đấy. Dạ, nhưng mà được cái chung cư này gần trung tâm, giá cả cũng phải chăng nữa. Đây bố, tới nơi rồi đấy. Đây hả? Dạ. Con có bị nhầm không Dũng? Dạ. Từ cầu thang lên đây là bố đã nghe thấy mùi mốc rồi. Tường thì nứt nẻ tùm lum luôn. Trong phòng ấy kìa. Đấy, nhìn thấy gạch luôn. Thế mà bảo là ổn là sao? Bố à, thật ra là tụi con đã tìm hết cả cái Sài Gòn này rồi. Tìm được căn như vậy là tốt lắm rồi đó bố. Tốt rồi tốt thế nào? Cái nhà này mà muốn ở được ấy, thì là phải chát lại tường này. Chống thấm, chống sụt. Rồi còn phải đi lại đường ống. Chứ ở vậy thì ở làm sao được? À, thì nhà trên này nó kiểu như vậy đó ạ. Chứ 1,5 tỷ chỉ tìm được cỡ nhà như này thôi. Cái gì? 1,5 tỷ à? Dạ vâng. Con có biết là 1,5 tỷ ở Phan Thiết mua được cái nhà to như thế nào? Dù gì thì cũng phải ráng tìm được cái nhà nó đàng hoàng hơn một chút. Chứ 1,5 tỷ mà ở như thế này. À, đã vậy ấy, lại còn không có cả thang máy nữa. Thế mai mốt con Phương nó bầu bì, con định bắt nó vác cái bụng bự trèo đến đây à? Con không biết xót vợ, nhưng bố thì để xót dâu xót cháu bố đấy. Bố nói thật, tóm lại ấy, là cái nhà này không ở được đâu. Hẹn gì mà lúc nãy tôi lên đây tôi thấy chóng mặt làm sao. Cái nhà này được đấy. Nó bị nghiêng đúng không? Cái thằng này. Phương à, hay là con bảo nó đi, đừng lấy cái thằng này nữa. Bố, sao tiên bố nói thế à? Thế bố nói sai à? Đàn ông là phải biết lo cho vợ con, chứ không phải để vợ con phải lo lắng. Hồi mẹ con còn sống ấy, bố đâu để mẹ con phải thiệt thòi. Chứ cây nhà mới đến quả trứng không để ở trên bàn được mà cũng đòi mua, là lo cái kiểu gì? Bố à, muốn gì thì cũng phải tùy vào khả năng của tụi con nữa. Tiền chỉ có bấy nhiêu thôi, thì căn đó là tốt nhất rồi đó bố. Có thiệt là dáng tìm hết sức rồi chưa? Không lẽ cả cái đất Sài Gòn này không có căn nhà nào đàng hoàng hơn à? Thì thật ra lại không phải không có. Nhưng mà căn của bọn con thích là tới hơn 3 tỷ cơ. 3 tỷ? Vâng. Đây đây, không có hình đây này. Đâu xem nào. Đó. Chỗ này được đấy. À, thế sao không thương lượng họ xem họ có bớt chút nào không? Dạ, thật ra chủ nhà là bạn học của Phương bố ạ. Vậy hả? Dạ vâng. Phương à, con thương lượng thêm với họ xem. Dạ. Thật ra là bên đó cũng có ý định giảm giá cho tụi con rồi. Nhưng mà Phương lại không muốn nợ ân nghĩa của người ta, cho nên tụi con không có bàn luôn. Cũng phải. Vậy thôi thế này đi, căn nhà này bố thấy được đấy. Để bố cho tiền, để bù thêm vào tiền của bọn con. Còn đâu ấy, mình sẽ tìm cách vay thêm. Bác ơi, như vậy không được đâu ạ. Đây là tiền nghỉ hưu của bác. Bình thường anh Dũng đã không gửi tiền về rồi. Giờ lấy tiền của bác như vậy coi sao được ạ? Bác gần ấy tuổi rồi, có tiêu xài gì nhiều đâu. Hai đứa con mua được căn nhà, chưa cho bác cái phòng khách để bác lên xuống thăm con cháu là vui lắm rồi. Dạ bác đừng nói vậy ạ. Thật ra thì tụi con có thể thuê nhà làm đám cưới trước. Chuyện mua nhà để từ từ tính sau cũng được ạ. Phương à, bác biết là con quen thằng Dũng là cũng thiệt thòi cho con lắm. Nhưng bác là bố nó, bác hiểu tại sao nó muốn mua nhà đến vậy. Con biết đấy, hồi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất. Công việc của bác thì cứ phải đi lại liên tục, chẳng ở đâu lâu được. Thằng Dũng nó vừa mới quen chỗ nào thì lại phải rời đi ngay. Ngay cả đến bạn thân cũng không có một ai. Bố, sao tự nhiên bố lại... Tuy là nó không nói ra, nhưng mà thằng Dũng lúc nào nó cũng thèm một cái cảm giác là ổn định. Nên bao nhiêu năm nay nó đi làm, nó không tiêu xài gì, chỉ toàn tâm toàn ý cho một mục tiêu là mua nhà trước khi lấy vợ con ạ. Bác mong con hiểu cho nó, hiểu tại sao nó nhất định phải mua nhà cho bằng được,
Dạ. Bố à, thôi để tụi này từ từ bọn con sẽ tính. Thật ra là bọn con cũng không gấp đâu ạ. Cái gì mà từ từ tính? Hai đứa sắp làm đám cưới rồi. Bây giờ chốt lại là tìm cái căn nhà 2 tỷ cho bố. Không có nói nhiều. Căn nào con dâu bố ưng ấy, hài lòng thì biết thôi. Dạ. Bây giờ em mới biết đằng sau ý định mua nhà của anh lại có nhiều lý do ẩn chứa đến vậy đó. Chuyện đó có gì đâu mà nói. Bố anh chỉ nói lố lên thôi. Chứ anh đâu có yếu đuối tới mức vậy đâu. Thì anh vẫn phải kể cho em nghe chứ. Như vậy em mới chia sẻ cùng anh được. Nhưng mà em đã làm rồi mà. Mấy năm nay em tiết kiệm từng đồng một. Không dám ăn, không dám mặc để dành tiền mua nhà cùng với anh. Vậy còn chưa đủ sao? Mấy ngày hôm nay suy nghĩ kỹ rồi. Một ngôi nhà nhỏ cũng được, nghiêng cũng được, xa cũng được, mà thuê cũng được. Miễn là anh với cả em có thể sống chung với nhau thì đó gọi là nhà rồi. Vậy mà em cứ tưởng là chị sẽ nấu một bữa hoành tráng với toàn là món Việt đãi em. Ê, chị đưa em đi ăn xịn hơn. Ở nhà hàng năm sao, có người phục vụ tận tình, rồi dọn dẹp. Quan trọng á là việc cơm nhà. Mọi người quây quần nấu nướng với nhau. Đó mới là thứ em thiếu trong mấy năm qua. Chứ còn vì nhà hàng xịn á hả? Nhân tài này không có về đâu. Vậy nhân tài tính về đây ở luôn hả? Em tính về từ đợt dịch đầu tiên rồi. Bởi vì sắp xếp xong một cái, làm bay về liền nè. Sắp tới plan của em thế nào? Mở một studio chụp hình và hợp tác chung với một công ty tổ chức sự kiện tiệc cưới của bạn em nữa. Em nghĩ như vậy sẽ vừa làm thứ mình thích nè, còn ổn định về tài chính nữa. Good. Ở bên kia việc lương cao thì em không làm. Tự nhiên về đây, bắt đầu là từ đầu. Thiệt thì không hiểu nổi em luôn á. Tại vì em nhớ chị á. Thực ra ban đầu em đi, em đâu tính qua bên đó ở luôn đâu. Em chỉ muốn là qua đó học, sau đó ở lại một thời gian. Chủ yếu là đi làm để kiếm tiền trả cho anh Hoàng. Anh Hoàng, em tính rồi. Trong mấy năm qua, em xài hết 1 tỷ 2. Đợt này về, em sẽ trả lại cho anh số tiền đó. Cảm ơn anh nha. Ra nhờ số tiền đó mà thời gian đầu em qua đó em đỡ chật vật hơn nhiều lắm. Em trả vậy rồi em còn tiền không? Hay là em cứ giữ đó, mở studio, từ từ hẳn trả. Bây giờ anh Hoàng cũng chưa cần gấp mà. Chị cứ yên tâm đi, em đã tính toán hết rồi. Anh, ngày mai em ra ngân hàng chuyển tiền cho anh nha. Anh mà không nhận là em giận đó nha. Ok, anh đồng ý. Anh chúc em sẽ thành công với những gì em chọn. Cảm ơn anh, coi như là em chút được gánh nặng trong lòng rồi đó. Còn nữa, trước khi mẹ mất, mẹ cũng dặn anh là phải chăm sóc cho hai chị em. Nhưng mà trừ em ra nha, em muốn được tự lập. Nhưng mà mẹ đã nói là... Đó là ý mẹ muốn, em có muốn đâu. Anh Hoàng, sắp tới trong tiệc nhận chức của anh, em cứ mời một vài người bên ngân hàng và một số ở công ty mới. Có gì anh giao lưu trò chuyện. Sau này cần nhờ hỗ trợ nữa. Tới cái chuyện này mà chị cũng can thiệp nữa hả? Chị chỉ muốn giúp anh Hoàng thôi. Mấy cái chuyện nhỏ như vậy để chị làm,
còn để anh Hoàng chuyên tâm vào việc khác. Bộ như làm gì sai sao? Bác hiểu tại sao nó muốn mua nhà đến vậy. Nhưng mà thằng Dũng lúc nào nó cũng thèm một cái cảm giác là ổn định. Nên bao nhiêu năm nay nó đi làm, nó không tiêu xài gì, chỉ toàn tâm toàn ý cho một mục tiêu là mua nhà trước khi lấy vợ con ạ. Bác mong con hiểu cho nó, hiểu tại sao nó nhất định phải mua nhà cho bằng được. Mấy ngày hôm nay suy nghĩ kỹ rồi, nghĩa là anh với cả em có thể sống chung với nhau, thì đó gọi là nhà rồi. Cô suy nghĩ kỹ đi. 1 tỷ lần đó, từ 3,5 tỷ xuống còn 2,5 tỷ, khoảng cách xa đó. Nếu như mà em không thích căn nhà nghiêng thì mình sẽ không lấy nữa. Anh sẽ tìm một căn nào đó tầm giá cao hơn. Anh nghĩ sẽ có nhiều lựa chọn hơn đó. Còn về tiền thì anh sẽ tìm cách sau. Nhưng mà số tiền đó không nằm trong kế hoạch của tụi mình. Anh tính làm gì? Bây giờ anh chưa nghĩ ra liền. Nhưng mà thế nào cũng có cách thôi à. Em đừng có lo. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. Cô phải qua đêm với tôi. Anh, nếu như một ngày tụi mình gặp khó khăn, một trong hai đứa phải hy sinh ấy, thì... Tất nhiên là anh rồi. Chỉ cần không phải là cướp của giết người, cái gì cũng thể hy sinh cho em, miễn là em được hạnh phúc. Chào buổi sáng Hoàng. Hello em. Chào sếp. Hello. Ngọc Phương, có ổn không vậy? Có chuyện nên tôi mới tới tìm anh. Có chuyện gì? Tôi đồng ý. Đồng ý? Đồng ý cái gì? 1 tỷ. Tôi nói là tôi đồng ý. Được. Vậy địa điểm tôi chọn, thời gian cô chọn. Thứ 7 đi. Em đi chưa? Cần anh chở ra bến xe không? Em ra tới trạm rồi, đang đợi xe.
Tôi sắp xong rồi. Anh đợi chút đi. Không sao, cô cứ thong thả. Dù sao tôi cũng tốn 1 tỷ, cô cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Tôi chỉ có đồ bình thường thôi. Theo tôi biết thì phụ nữ ai cũng có ít nhất một bộ đồ rất đẹp để mặc vào những dịp đặc biệt. Cô mặc bộ đồ đó đi. Tôi... Dạ. Có làm gì đâu. Bữa nay lôi bộ đồ dí ra luôn. Đi hẹn hò phải không? Không có. Không có. Định lấy vải thơ mà che mắt Thi này hả? Khai mau. Hôm nay tao có hẹn xuống nhà chú Thím tao ở Bình Dương. Trời, định lừa ai vậy? Thôi được rồi, tao đi coi mắt được chưa? Vậy phải ngoan không? Cái mất ai vậy? Thì chú Thím tao giới thiệu làm sao tao biết được. Ngon. Đây. Chúc mày coi được hàng ngon. Rinh về suôn sẻ rồi dùng bền nha. Đi dùng cái. Đừng nhìn như vậy, tôi thấy không thoải mái. Đẹp lắm. Vì có ai đó nói là bỏ ra 1 tỷ rồi nên tôi phải mặc đồ thật đẹp. Nhưng tôi đã chọn bộ đồ đắt nhất trong tủ đồ rồi. Anh còn không hài lòng, tôi cũng chịu. Rất hài lòng. Lên xe thôi.
Anh không tập trung lái xe được hả? Tôi đang rất tập trung. Em tới đâu rồi? Đang trên đường. Chắc cũng sắp tới rồi. Sắp qua đêm với một người đàn ông khác mà vẫn có thể gửi ai cần nụ hôn cho người yêu của mình. Như vậy không hay lắm đâu. Cô đang lừa tôi, lừa anh ta, hay là lừa chính mình vậy? Không trả lời sao? Ngại hay là xấu hổ? Rốt cuộc anh đang đi đâu vậy? Cô không thấy sao? Ngoài ô. Tôi thích thiên nhiên. À, phải rồi. Cái anh chàng dũng mãnh gì đó. Hai người là đồng nghiệp sao? Tôi nghe nói công ty của cô cấm yêu đương trong công ty mà. Hai người quen nhau đến tận bây giờ mà không bị phát hiện. Wow. Cô cũng giỏi giữ bí mật quá ha. Còn bao lâu nữa là tới nơi? Cô sốt ruột hả? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thích không? Ờ. Cứ thoải mái đi. Hôm nay tôi bao trọn khu này rồi. Anh đưa tôi đi xa như vậy là để nướng thịt vào cắm trại à? Sao vậy? Không hài lòng với sự sắp xếp của tôi sao? Nếu vậy thì chúng ta có thể tìm ngay một khách sạn khác. Ý tôi không phải như vậy. Thì chỉ là tôi cảm thấy hơi lạ thôi. Thịt cũng có người nướng cho chúng ta. Lều cũng có người mắc sẵn. Ăn uống thì có người phục vụ. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Chính vì vậy nên tôi mới cảm thấy lạ. Mình muốn rap inbox. Tôi muốn rap inbox. Rap in box, rock in bed.
Anh là Batman, trường thần trên giếng. Anh sẽ chứng minh anh là Batman. Ra cô cũng giỏi quá ha. Cũng tạm, chỉ là thịt nướng thôi mà. Khả Thi, em thấy làm sao? Nói thật là hài lòng nha. Mà công nhận đầu anh cũng nhanh nhạy thiệt á, hiểu được chữ rap inbox của tôi. Có gì đâu, rap inbox là rap in bed, là quẩy trên giường. Khả Thi, mặc dù anh luôn nhắc bản thân mình là không được mắc sai lầm với em nữa, nhưng mà anh phải trung thực với cảm xúc của bản thân mình. Stop, đừng nói nữa. Khả Thi, em đừng làm ngơ anh mà. Khả Thi nghe nói nè. Để tôi nói trước, tôi với anh tới đây là xong, ai nấy đều vui vẻ, thế là đủ. Còn những cảm xúc khác đều là giả dối, anh đừng có để nó đánh lừa. Anh chỉ cần hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa và quên hết những cảm xúc ở đây. Ok. Còn nếu anh vẫn chưa chịu tỉnh á, vô toilet xối nước từ trên đầu xuống dưới chân, cố quên hết những cảm xúc tào lao này đi. Ok. Đừng có để tôi bực mình nữa. Khả Thi. Anh đừng có nói gì làm tôi bực mình nữa. Khả Thi, đối với anh bây giờ á, là anh chỉ muốn mỗi ngày được đưa em đi ăn, rồi anh đưa em về nhà, rồi đứng từ xa nhìn bóng em bước lên trên cầu thang. Đối với anh mỗi ngày chỉ cần được như vậy thôi. Khả Thi, em là bạn gái của anh nha. Alo, Tiếp Tân hả? Làm ơn gọi gấp cho tôi một xe cứu thương ở đây. Ở đây có một tên biến thái, bị điên rồi. Đang quỳ gói này nỉ tôi làm người yêu của hắn nè. Nhớ, gọi thật nhiều người tới để cục tay cục chân của hắn lại. Đừng bao giờ để hắn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ok. Anh đúng là vô mất hứng. Khả Thi. Đúng là thức. Nào cũng làm mất hứng. Bật hết cả mặt. Em đang đâu? Anh đến rồi này. Anh sao rồi? Bất lực. Anh mà cũng đi khách sạn nữa hả? Ngoài trời đang mưa to hay gì? Hay vô đây săn xeo? Tôi đi đâu, làm gì, mắc gì đến cô? Sao cô có vẻ không vui vậy? Hay là ai đó làm cô tụt mút hả? Liên quan tới anh hả? Còn tôi á, chúc anh đủ lực để đắc nha. Đùa nhạt thế. Khuôn mặt phụ huynh, tâm hồn học sinh hả? Vô khách sạn mà đem theo đồ chơi. Vô đồ chơi hay gì? Nhạt nhẽo. Đi ra. Con nhỏ này. Anh Lực.
Ủa em tưởng anh ship qua chứ. Ờ, anh tiện công việc này là mang qua luôn. Mừng quá. Em tìm mẫu này trên Grab mấy tháng mà không có. May mà bên anh có. Để em chuyển khoản cho anh nha. Ừ, ok. Đây, cẩn thận. Wow. Xong rồi. Không cần vội. Cảm ơn. Cứ từ từ. Mấy người nhà giàu của anh lạ thật. Đi cắm trại thì phải tự làm hết mới vui chứ. Đi cắm trại là còn thuê phục vụ. Vậy thả ra nhà hàng 5 sao ăn một bữa luôn cho rồi. Lúc nãy tôi xem cô nướng thịt nghiêm túc như vậy, bây giờ lại ăn vui vẻ như thế. Hình như cô quên là mục đích hôm nay chúng ta đến đây là gì rồi. Tôi không quên. Tôi chỉ đang cố gắng làm cho bản thân mình trở nên bận rộn một chút. Như vậy thì tôi mới quên được. Ngày hôm nay đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch. Có vẻ hơi ngượng ngùng thì phải. Uống chút rượu đi. Uống rượu sẽ đỡ ngại hơn. Điều gì có thể làm ta đau hơn khi đến cuối
chỉ bước đi mình ta. Điều gì có thể làm ta vui lên khi đến cuối? Nếu tôi có thể là người đàn ông của em, tôi sẽ trân trọng em cả đời. Tôi muốn tương lai của tôi và anh Dũng tốt hơn, vì vậy nên tôi chấp nhận hy sinh. Tại sao phụ nữ các người ai cũng giống nhau vậy? Cứ nghĩ hy sinh là vĩ đại lắm hả? Em có biết hy sinh là sự trói buộc không? Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn là chút gì không? Hủy giao dịch. Tôi không bán nhà nữa. Tụi mình sắp có nhà mới luôn rồi. Nhà xịn luôn đó. Nghe máy đi. Anh đang làm gì vậy? Dần đi xa dần phai nhòa. Một ký ức xưa quá dở dang, hai tâm trí này quá ngổn ngang. Đừng cố nuôi dưỡng một thứ đã đánh mất từ đầu, lãng quên trong cơn mưa cuối ngày. Ta cứ trầm mặc rồi lại vụt mất nhau. Và rồi giờ hai ta đã dần đi xa dần phai nhòa. Một ký ức xưa quá dở dang, hai tâm trí này quá ngổn ngang. Đừng cố nuôi dưỡng một thứ đã đánh mất từ đầu, lãng quên trong cơn mưa cuối ngày. Ta cứ chầm mặc rồi lại vụt mất nhau. Ta cứ chầm mặc rồi lại vụt mất nhau. Mất nhau. Yêu trước ngày cưới, xem sớm nhất và trọn bộ trên VOOV.